Nga luôn được biết đến như một cường quốc lớn với tầm ảnh hưởng toàn cầu, từ quân sự, kinh tế đến chính trị. Tuy nhiên, khi xét kỹ hơn, câu hỏi liệu Nga có thực sự mạnh như vẻ bề ngoài lại mở ra những góc nhìn phức tạp và thú vị. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ xem xét ba khía cạnh: sức mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế và tầm ảnh hưởng chính trị của Nga. Qua đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn thực trạng và thách thức mà Nga đang phải đối mặt trong thế giới hiện đại. 1. Sức mạnh quân sự của Nga lớn nhưng không hoàn toàn áp đảo. Khi nhắc đến sức mạnh của Nga, quân đội là điểm nổi bật đầu tiên. Với lịch sử phát triển quân đội mạnh mẽ từ thời Liên Xô, Nga sở hữu lực lượng quân sự lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ. Nga có kho vũ khí hạt nhân khổng lồ và được cho là có khả năng phản công ngay lập tức nếu bị tấn công. Về trang thiết bị quân sự, Nga sở hữu các hệ thống phòng không hiện đại như S-400 và S-500, cùng các loại xe tăng T-90 và T-14 Armata được đánh giá cao. Tuy nhiên, quân đội Nga cũng gặp phải nhiều thách thức. Với cơ sở hạ tầng quân sự Nga còn nhiều điểm lạc hậu và không ít thiết bị vẫn đang trong tình trạng cũ kỹ từ thời Liên Xô. Mặc dù đã có những nỗ lực hiện đại hóa, nhưng quy mô và chi phí duy trì một lực lượng lớn như vậy vẫn là gánh nặng cho ngân sách quốc phòng. Hơn nữa, trong các cuộc xung đột gần đây như ở Ukraine, Nga phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt và những thiệt hại đáng kể, cho thấy lực lượng quân sự của nước này có thể không mạnh mẽ và hiệu quả như chúng ta tưởng. Sức mạnh kinh tế, tiềm năng nhưng chưa phát huy hết. Nga có diện tích lớn nhất thế giới và sở hữu khối tài nguyên thiên nhiên quý giá như dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản. Ngành công nghiệp năng lượng của Nga đặc biệt phát triển và chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, giúp nước này có vị trí quan trọng trên thị trường năng lượng toàn cầu. Các nước châu Âu phụ thuộc vào khí đốt của Nga để duy trì sản xuất và sưởi ấm, đặc biệt là trong mùa đông. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá mức vào xuất khẩu năng lượng cũng là điểm yếu của Nga. Khi giá dầu và khí đốt giảm, kinh tế Nga bị ảnh hưởng nặng nề. Hơn nữa, Nga gặp khó khăn trong việc đa dạng hóa nền kinh tế và phát triển các ngành công nghiệp khác. Nền kinh tế Nga cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các lệnh trừng phạt quốc tế do Mỹ và EU áp đặt sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và do căng thẳng gia tăng trong xung đột với Ukraine. Những lệnh trừng phạt này làm hạn chế khả năng tiếp cận của Nga với công nghệ tiên tiến và vốn từ phương Tây, từ đó ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của nhiều ngành công nghiệp và hệ thống tài chính Nga. Ngoài ra, dân số Nga đang phải đối mặt với tình trạng giảm sút nghiêm trọng, tỷ lệ sinh thấp và tuổi thọ trung bình chưa cao đã tạo nên vấn đề về lực lượng lao động. Điều này gây áp lực lên nền kinh tế và hệ thống xã hội. Do đó, mặc dù có tiềm năng kinh tế lớn, Nga chưa thể hoàn toàn phát huy hết sức mạnh của mình trong bối cảnh hiện tại. Tầm ảnh hưởng chính trị lớn nhưng gặp nhiều thách thức. Nga cũng nổi bật với tầm ảnh hưởng chính trị toàn cầu, đặc biệt ở các khu vực Đông Âu, Trung Á, Trung Đông và một số nước tại châu Phi. Với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nga có khả năng phủ quyết các nghị quyết quốc tế và tác động đến các quyết định lớn. Điều này giúp Nga duy trì ảnh hưởng trong các vấn đề toàn cầu và thể hiện vai trò như một đối trọng với Mỹ và các đồng minh phương Tây. Ngoài ra, Nga đã tạo dựng các liên minh và thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia để củng cố sức ảnh hưởng. Ví dụ, Nga là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO và các tổ chức quốc tế khác để thúc đẩy sự hợp tác quân sự và an ninh trong khu vực. Nga cũng xây dựng mối quan hệ với các nước Trung Đông như Syria và Iran, từ đó gia tăng ảnh hưởng ở khu vực này. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng chính trị của Nga cũng gặp nhiều hạn chế. Căng thẳng giữa Nga và phương Tây đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt sau cuộc xung đột ở Ukraine. Các lệnh trừng phạt kinh tế và chính trị từ các quốc gia phương Tây khiến Nga bị cô lập về mặt quốc tế. Hơn nữa, trong các cuộc xung đột quốc tế, Nga phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh từ NATO, tổ chức quân sự mạnh nhất thế giới và sự cạnh tranh từ các quốc gia khác trong khu vực như Trung Quốc. Nhìn chung, sức mạnh của Nga là phức hợp và đa chiều. Trong quân sự, Nga là một cường quốc với khả năng phòng thủ và tấn công lớn. Tuy nhiên, các vấn đề về cơ sở hạ tầng và ngân sách vẫn là trở ngại đối với khả năng duy trì sức mạnh quân sự này. Về kinh tế, Nga có lợi thế từ tài nguyên thiên nhiên, nhưng phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc đa dạng hóa nền kinh tế và phát triển công nghệ. Tầm ảnh hưởng chính trị của Nga rất mạnh ở một số khu vực, nhưng bị giới hạn bởi áp lực quốc tế và sự cạnh tranh toàn cầu. Vậy,
Nga có thực sự mạnh? Câu trả lời là Nga thực sự là một cường quốc, nhưng sức mạnh của Nga không hề tuyệt đối và vấp phải nhiều thách thức. Dưới tác động của toàn cầu hóa và sự cạnh tranh giữa các cường quốc, Nga càng tiếp tục cải thiện và đa dạng hóa các yếu tố cấu thành sức mạnh quốc gia nếu muốn duy trì vị thế cường quốc trên trường quốc tế.